Hello anh em, cảm ơn anh em đã đến kênh DTD Vlog của mình nha anh em. Thì bữa nay mình đi lên tiệm xe mọi người. Thì hôm bữa mình có gửi người anh em chạy xe mình lên trên đó để gửi trên đó để bảo dưỡng lại anh em, kiểm tra làm lại dyno, chỉnh sửa lại sơ sơ thôi. Thì sau cái chuyến tour đi Hà Nội chạy vào anh em, thì mình thấy cái xe mình nó không có ưng ý mọi người. Tại vì khi mà mình gửi ra gãy là sau đầu mình gửi về Hà Nội á, thì anh Tuyển anh sửa lại giùm mình á anh em, anh vệ sinh sạch sẽ buồng đốt rồi vệ sinh các thứ ok hết, nhưng mà mình không biết là do gắn ron không đúng anh em, kiểu như là sai cái độ dày của ron á, hay là có nghĩa là ron mình đang giả sử như nửa ly đi, anh gắn hơn nửa ly anh em, cảm giác như nó tụt nén á mọi người, rồi gốc cam này kia không biết có ảnh hưởng không mà nó bị dư xăng nhiều lắm anh em, chạy nó thì hợp thật lại luôn em, nên khó chịu lắm. Lần này mình lên mình kiểm tra lại ha, mình canh chỉnh đúng theo thông số của tiệm xe mình như đợt trước á, rồi mình dyno lại cho nó chuẩn lại nữa mình đi anh em. Cái cảm giác nó dư xăng, nó đuối xe này cái các thứ chạy nó phải lắm anh em, tại vì hôm bữa mình gửi ảnh hay là soi nhưng mà không có dyno anh em, là kêu là nếu mà gắn lại như cũ hết thì khỏi phải dyno, đỡ tốn tiền dyno, nên là cái vấn đề không dyno là xuất phát từ đó thôi. Thì mình nghĩ là nó sẽ ok giống nhau hết nhưng mà nó lại sai số anh em, nên là chạy nó không được ưng ý, rất là oải. Giờ mình đi mình lên mình kiểm tra lại nè, thì xe thì gửi lên đó rồi nhưng mà chưa làm, mình thì nay mình kiếm được chiếc xe rút mình chạy lên đó nè, mình coi mình hỗ trợ mình quay cho anh em xem coi đồ đạc này kia các thứ. Kiểm tra đồ lại một lần luôn anh em, quay cho anh em xem luôn. Thì cái chuyến tour tầm khoảng gần 2.000 mấy cây rồi anh em, tầm 2.000 mấy cây rồi. Nhưng mà mình đi mình cũng thấy ok á, 2.000 mấy. Xe thì chạy tương đối để về thôi anh em, chứ chưa gọi là quá ngọt ngào để đi ưng ý mình. Mình đi mình không ưng được anh em. Bây giờ mình lên trên tiệm ha, thì lên đó có gì mình rớt xe ra mình quay cho anh em xem ha. Ok anh em, đây là cái boe mình mới tháo ra ha, kinh khủng khiếp rồi nè. Đi một chuyến tour tắm mưa gần như full đó nè, boe này boe mới luôn nha, mình mới gắn luôn nha anh em, mới gắn để đi tour nha, mới gắn đi chắc được 2.000 cây anh em, kinh khủng 3.000 cây, hồng xăng này anh em, khiếp không? Nó dơ mà nhìn không thấy được ở trong nó màu vàng mà nó dơ này nè, khiếp thiệt chứ. Giờ mình vệ sinh lại hồng xăng, mình vệ sinh lại cái boe nữa, mình phơi nắng nha, xong rồi tí nữa mình gắn ha. Xe mình đang rã bên kia nha nè, do bên đó đang mở nhạc to quá nên mình qua đây mình quay xíu, tí mình qua đó mình quay mình ghi âm cho anh em nghe nha. Ok anh em, thì tình hình là đang tháo xe ha, thì rớt đầu bò rồi xuống anh em, cho mọi người coi chủ sách. Thì chủ shop nói mình là gãy một cái lò xo nữa anh em, nhưng mà trong khi sáng mình vẫn chạy lên bình thường anh em, nó gãy mà nó gãy sát đít á, cho nên là vẫn chạy được thôi. Nhích cái nách thì kia này anh em, gãy này anh em thấy không, gãy cái này nha, cái này cái nạp cái xả đúng không Tư? Cái nạp hôm bữa gãy cây bên xả, bữa nay gãy cây bên nạp anh em, giờ thay nguyên bộ mới luôn, nó gãy sát ở trên đầu luôn, cái khoanh đầu tiên luôn nè, cho nên là nó vẫn còn cái độ nén xuống á, nó vẫn chạy được ha, nhức cái đầu thiệt chứ. Mà xe bên em đúng không? Ừ, bên em. Wow, cái đồng tiền nó lúng, đồng tiền lúng dữ luôn á. Thì nó bị dỗ. Thì đó. Thì nói chung đi được, giờ canh lại hết làm lại cho đàng hoàng hết đi anh em. Quá chè chứ, đi cái chuyến tour mà quá nhiều biến cố, nhức cái đầu luôn. Hiểu kiểu gì? Thôi giờ mình làm tiếp ha, có gì tí mình quay cho anh em xem. Thì lòng trái đồ đẹp hết nha anh em. Nè. Lòng đẹp hết nha anh em. Rất là ok luôn. Rồi trái cũng đẹp luôn. Nói chung là nhớt mình đi cũng bữa giờ cũng thay liên tục nên cũng không sao nha, ok đó. Nè, cam cũng đẹp luôn nha. Không có gì hết nha. Ok lắm luôn nè. Để gác qua. Thêm 2 cùi nữa hả? Cái đi từ đó vậy. Ok anh em, thì đây là
chủ tiệm ông mới xấy xúc bắp lại cho mình nha anh em. Ông xấy tay, ông xấy bằng máy, ông có cái bột đó nè, xấy lại bây giờ chét lại thôi. Thì này vẫn là xúc bắp xế đó nè, thì mới rửa sạch sẽ hết nè, xấy xúc bắp bóng láng hết này nè. Giờ ông bỏ vô cho mình. Đi lò xo đợt này sẽ đi lò xo oval ha. Đây. Cái lò đó nó hơi ồn anh em thông cảm mình nha. Ồn thiệt luôn á, mình nghe mình quái luôn á nè. Lò xo đợt này đi oval này nè. Oval mà nó bè bự lắm, nhưng mà cảm giác nó vẫn bóp được chứ không phải là cứng khừ luôn nè. Như kiểu như cái nén của nó tính toán giùm đó rồi. Thì ông kêu ông gắn cho mình đi đi trải nghiệm, ông tính thử ông thấy ok. Nhà gắn đầu thôi, rửa sạch sẽ đâu hết rồi. Nói chung là ác cò rồi ác với bê tông đồ đẹp hết anh em. Còn ok hết, đẹp hết luôn. Không có gì bị hư hại, không có gì hết á. Nhìn mới tinh, nhìn đã lắm anh em. Rồi cái dên á, cái tay dên này kia cũng đẹp, còn ok lắm anh em. Thì mình đi tính ra cục máy mình đi cũng nhiều rồi anh em. Thấy cũng còn ok được. Có cái lò xo gãy nhảm này nè. Về tới nhà mà gãy mình vẫn đi bình thường luôn. Đúng là nhảm luôn á. À, đi gãy kia xong rồi gãy này. Phải chi lúc mà đi Hà Giang nó gãy vậy còn đi tạm được á. À, lên đó khổ rồi còn gãy không có chỗ thay nữa chứ. Thì em bữa thay hai cái thôi nè. Bây giờ lại gãy hai cái khác. Nói vậy. Rồi, hợp lý, chơi thôi nè. Giờ ổng vô hết rồi bắt đầu ráp xe lên nổ máy, kiểm góc đánh góc khác. Đợt này mình kêu ổng canh cho nó mạnh mạnh xíu nữa, canh cho khỏe khỏe xíu nữa, chạy cho nó đã nè. Đây có cái này là cái chén dưới của lò xo ha, nó sẽ nằm phía dưới cái lò xo này nè. Này là cái chén trên, chén này là chén móng đồng tiền của R3 đúng không Tư? Thì cái loại này đi nó tốt hơn là những cái loại ngoài thị trường anh em. Thị trường nó mỏng á, nó nhanh hư lắm, còn này đi ok nè. Anh em mua đi ha. Thì từ ngày mà mình đi chén móng đồng tiền là mình đỡ bị hư cái xúc bắp lắm anh em. Nó sẽ lúng cái đồng tiền chứ nó không có hư xúc bắp. Còn đợt trước mà mình đi á, mình chưa đi đồng tiền anh em, mình lên mình dặn cái tè đậu xúc bắp luôn. Cái đuôi xúc bắp chứ, ở cái đầu chứ, ở cái đuôi chứ. Cái đuôi xúc bắp nó tè xuống luôn nè. Nên là chua lắm. Giờ là ok rồi. Ông đang sắp lại, ông rửa lại để ông gắn cho mình hoàn thiện nè. Rồi câu chơi để buồn. Ok, mới lấy gốc được xong anh em. Thì dấu bài với dấu kích kìa. Dấu kỹ lắm, đó là biết. Nên kia canh mạnh mạnh chạy cho nó sướng nè. Đang đổ nhớt vô, thì tiếp tục mình vẫn đi là cái thằng nhớt gì quên nè. Gấp nha anh em, nói biết quên mất luôn nè. Thì bữa giờ mình đi tour mình thấy cũng ổn nên là mình cứ đi thôi. Thì đợt này chủ tiệm canh lại cho nó ngọt ngào anh em. Rồi xíu rồi. Xả nhớt chưa? Xả rồi à. Nó bị thay lọc luôn rồi, rửa lọc luôn rồi. Ý là hôm bữa mình bị sai gốc cam xíu nè, nên chạy nó dư xăng. Nãy mới kiểm này thì nó sai cái gốc ha. Nó sai cũng hơi nhiều á. Gì ba ha? Nhớt này hơi mùi táo lắm nha anh em. Mùi nhang. Nói gì á. Thôi giờ ráp xong hết, ráp đầu vô rồi lên Dino quýnh lại nha anh em. Đổi thời chừa lại để vệ sinh xong nổ ra điên kìa. Toán đầu luôn. Rồi gắn bô đi tới đầu bố.
lên bô thôi. Bô đâu? Bô bên đây. Kia, bên kia. Bô thao gì chị? À, nước mát, nước mát. Nổ máy rồi cầu. Cổ đâu? Đây. À, cổ nè. Đâu quá, giờ. Cái đầu thì chứ. Cổ trong bô đâu? Không có đâu. Đây nè, đây nè. Ok anh em, mới đưa vô trong bàn anh em. Thì cổ thì Ganti đang khoảng 2.000. Giờ chủ tiệm đang canh cho mình nha. Chuẩn bị canh Dino nha anh em. Tiếp tục canh Dino thôi. Đang bị bệnh nha anh em, thông cảm mình nha. Sổ mũi nãy giờ, ách xì sổ mũi. Quái thiệt. Dino nghe rap. Thì chiều mình mới làm lại bạc rồi anh em, thay bạc mới luôn nha. Kẹp mát để đôi CVM này nè. Làm tour á. Nói chung là canh lại như cũ thôi nè, chứ cũng không có lên nén. Nén còn giữ như vậy hả? Canh góc khác cho nó giọt hơn xíu thôi. Chủ tiệm kêu canh nó giọt hơn xíu thôi. Ok anh em, thì mới vừa canh tương đối xong rồi nha anh em. Xong luôn rồi chứ không phải tương đối nữa. Thì để mình đuôi cái đuôi thấp. Thì mình chạy ngoài đường tính ra là còn chạy khoảng dưới không. Thay bé thấp dưới không à. Chứ không có chạy trên cao như anh em thấy đâu. Trên cao này tống thôi chứ bình thường chạy nuôi vận tốc 120 mấy nó cũng nằm ở dưới thôi nè. Tính ra hay thiệt, nếu mà có cái từ đó, anh em sẽ xét được những khoảng cao hơn anh em. Là nó quá tuyệt vời mọi người. Thôi về mấy anh em chơi. Về nói tư có gì à? Quay đi nè, ra tôi bước đầu sân nha, quay. Bây giờ thầy nè, bye bye thầy. Rồi quay rồi mà. Quay rồi. Đang nhảy số đúng không? Nhảy chớp đỏ. Quay rồi, bye bye thầy. Bye anh em. Ê quên.
nói tư cấp kiểm chiếc xe rút nha, chìa khóa nằm trên xe luôn á. Về trước đó Tài, về Huynh ơi. Xong rồi anh em, thì chủ tiệm còn mất tay nô, trong kia mình về thì tiền bạc mình chuyển khoản nè. Chốt lại là hai bộ lọ sau đầu nè, bạc nè, nhớt nè. Rồi gì nữa ta, ba cái cong nè, bánh góc lại nè, nhít cái nắp thiệt chứ. Không biết nó gãy lò xo từ khi nào anh em. Mình đi hoài tới lúc mà lên đây rớt ra mới biết là gãy lò xo. Thì mình cũng chả biết là rớt gãy từ khi nào nữa. Nhít cái đầu thiệt chứ. Và anh em thấy bi cầu ok không? Đó, hai cái bi cầu đi là sáng cái đường luôn, quá đã. Thêm cái chợ sáng nữa tuyệt vời đó anh em. Nên là được thì anh em cứ lên bi cầu chơi ha, nó sẽ ok hơn nè. Có đồng đội về với mình, chiếc này là 65+5, mà xe nó khỏe lắm anh em, mà leo lên chạy mình nghe khỏe ghê gớm, dằn nhẹ là nó trâu chưa. Đó, nó phải trâu như vậy chứ. Chủ tiệm nãy đưa cái đồ quay cam lên kiểm tra lại anh em thì thấy nó sai góc, thấy chung là nó sai nặng luôn á, sai theo hướng là tốt nhưng mà là xấu, theo hướng là dư xăng nhưng mà là thiếu xăng nha anh em. Chứ nếu mà sai theo hướng thiếu xăng là bữa giờ mình về chắc không tới nhà được đâu anh em, dọc đường là lúc nữa rồi. Nhưng mà may là nó sai theo cái hướng mà may là nó sai theo cái hướng là dư xăng nên không sao. Giờ không được chạy anh em, chạy theo kiểu xe nó không có dư xăng nặng luôn á, chạy nó bực mình lắm, nó liệm nó lì nó tủ hứa chuyện á. Bữa nay canh lại cho ngon lành rồi nè, nghe với cảm giác nó dễ chịu rồi nè. Anh tiền hơi cao anh em mình, 1.900 lần, 1.800, 1.900 lần, chắc về mình đưa láp gì mình can thiệp mình cho nó sụt xuống tầm 1.600 thôi. Ga cao quá nó nổ hơi to, xe mình đứng gần xanh đường đỏ nó ổn quá nè. Nếu mà canh trong khoảng tầm 1.600 và đẹp như này, xe nó hiền mà nó êm hơn. Chốt lại là xe mình nén vẫn giữ vậy nha anh em, không có thêm nén gì hết nha. Chỉ đổi là cái góc cam thôi, chỉnh sơ lại cái góc cam thôi, chỉnh theo kiểu là giọt hơn. Chủ tiệm kêu là cái góc này nó khác góc bữa, nó giọt hơn góc bữa thôi. Vẫn là cam SR3, thay lò sau đầu oval luôn. Bây giờ mình về ha, ra đường thẳng thẳng mình chạy hưởng phúc thôi, nói sao nha anh em. Mà nghe cái nồi nó kỳ kỳ anh em ơi, cảm giác là nó hơi nhựa anh em, nghe nó nhựa anh em ơi. Bây giờ mình phải kiểm tra lại cái nồi nữa, khó chịu ghê.
Ok anh em, thì tóm lại là xe làm là ok rồi nha anh em. Mình chạm nghe cái cảm giác nó mượt mà nó quay trở lại rồi anh em. Thì đi một chiếc xe độ anh em chỉ mong muốn là nó mượt, nó mạnh, nó khỏe. Nhưng để anh em vượt xe, anh em tăng tốc này kia, những khi mà vô cua hoặc là leo đèo này kia nó khỏe anh em. Nhưng anh em bị tình trạng xe dư xăng anh em rất là hụt mình. Bữa mình đi vô mình rất là bực mình, nhưng mà kiểu như mình chạy mình chưa ưng được anh em, quái lắm. Còn xe anh em khỏe rồi, anh em chạy cái tour khỏe lắm, anh em chạy thoải mái lắm. Thì một ngày anh em có thể đi được 400-500 cây, 600-700 cây là bình thường anh em, nếu mà xe anh em khỏe ha. Anh em có sức khỏe tốt thì anh em vẫn đi được bình thường ha. Thì mình chạy nhận xe, mình chạy tới bây giờ mình thấy rất ok, mượt mà này kia các thứ. Thì mình đi tạm cái bô móc này, hôm sau mình sẽ sắp xếp mình lên mình dyno lại cái lon. Mình sẽ làm một cái tour nào đó bằng cái lon ha anh em. Lâu rồi con không có đi thì cũng khoái quá. Cái cảm giác lon nó cho mình cái phấn khích hơn nè, vặn nó giọt hơn, nhưng mà bù đổi lại cái là nó sẽ ồn ào ha, sẽ bị kỳ thị nhiều nha anh em. Nên là anh em đi thì hạn chế và lựa chỗ chạy đường, cung đường chạy này kia cho nó an toàn nha anh em. Ok, thì bây giờ video cũng đã dài rồi. Cảm ơn anh em xem video từ đầu tới giờ nha. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, cho mình xin một like nha. Có gì bình luận để lại ý kiến của anh em cho video này nha. Cảm ơn anh em nhiều, hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye anh em.